Hello em, trong clip này Thành sẽ review và xài thử con 2x24 DRE của Bosch xem thử như thế nào nhé. Let's go. Mở hộp ra, chúng ta sẽ có một phiếu bảo hành, một sách hướng dẫn sử dụng. Khi mua về thì các bạn nhớ đọc sách hướng dẫn sử dụng này nhé. Một cái thước đo độ sâu và một thân máy Bosch GBH2x24DRE. Đó, tất cả những gì chúng ta có trong hộp. Đây là một con máy của Bosch, và Bosch thì là hàng của Đức. Hàng của Đức thì chất lượng thuộc dạng là top của thế giới này nha các bạn. Con này hiện đang được có nó dùng khuyến mãi 9%, giảm còn 3.050.000 nha các bạn. Máy này được bảo hành chính hãng 12 tháng. Và khi mua hàng thì các bạn lưu ý hãy chọn những đại lý uy tín để tránh mua phải hàng giả và được hưởng những cái chương trình hậu mãi đúng như chính sách của hãng. Và lưu ý các bạn xem nè, ở trên thân máy nó có tem chống hàng giả, cũng như là cái chỗ để mà chúng ta cào lấy số seri để mà gửi tin nhắn bảo hành online nha các bạn. Về thiết kế thì con máy này thiết kế rất là hầm hố, rất là chắc chắn luôn nha các bạn. Nó nặng khoảng 2,8 kg, không quá nặng cũng không quá nhẹ. Và về các tính năng này, chúng ta có một cái nút cò, một cái nút giữ cò đây, chuyển chiều khoang thì ở trên đây. Muốn chuyển chiều khoang thì chúng ta bẻ như vậy đó. Chuyển tới phía trước, chúng ta có cái núm vặn chỉnh chế độ này, các bạn thấy nè. Đây là chế độ búa. Thì chế độ búa thì dùng để chúng ta khắc gạo gọt bê tông, hay là chúng ta đục gạch này kia các thứ. Ở lên trên là chế độ khoan búa, thì chế độ này thường dùng để khoan tường hoặc là khoan bê tông. Và tới trước này thì là chế độ khoan thường, thì thường dùng để khoan gỗ hoặc là khoan kim loại này kia các thứ. Đó, rồi tới trước này thì chúng ta có cái nút và một cái lỗ ở đây để chúng ta nhét cái thước bao bọc sâu vào. Đó, thước đo độ sâu vào ở đây. Dưới này thì cái là một cái bảng cầm trợ lực. Đây, chúng ta có thể mở ra và chúng ta xoay các chiều tùy ý, tùy vào nhu cầu sử dụng của chúng ta. Cái đầu kẹp này thì là đầu kẹp dạng gài. Đây nè các bạn, đơn giản chỉ cần bỏ vào, xoay cho đúng khớp của nó và đẩy vào, nó kêu một cái tách là được. Khi muốn lấy ra thì chúng ta kéo cái phần ở đằng sau này, kéo và chúng ta rút ra. Máy này có công suất 790W, nó mạnh hơn con 2x20, 2x20 chỉ có 600W thôi. Và nó chỉ yếu hơn con 2x26 khoảng 10W, 2x26 là 800W. Con này lực đập tối đa của nó, đây nè các bạn, lực đập khi mà các bạn chuyển qua chế độ búa nè, lực đập tối đa của nó là 2,7J, mạnh hơn con 2x20, 2x20 chỉ có 1,7J thôi. Tốc độ đập của nó, tức là số lần đập trên 1 phút, thì nó lên tới là 4.200 lần đập một phút được nha các bạn. Bình thường thì con khoan này nó sẽ xài cái mũi khoan dạng đầu gài này, nhưng mà nếu như ở nhà các bạn có những cái mũi khoan bình thường dạng đầu kẹp này nè, thì các bạn vẫn có thể sử dụng được bằng cách là chúng ta mua một cái phụ kiện đầu chuyển. Đây, phụ kiện đầu chuyển này nha các bạn, nó gồm có hai phần và chúng ta nhét vào đây nè. À, vậy là vô rồi nha. Sau đó mình vẫn kẹp những cái mũi khoan này vô bình thường. Đó, bây giờ mình sẽ đem cái máy này đi test thử cho bạn coi nha. Đầu tiên chúng ta test chế độ khoan búa. Cái này là vừa khoan mà vừa dập nha các bạn. Chức năng này thường dùng để khoan bê tông, khoan tường. Tiếp theo chúng ta thử chế độ búa.
Chế độ búa thì nó chỉ dập thôi. Và chế độ này thì chúng ta thường để đục bê tông hoặc là đục gạch men. Tiếp theo chúng ta sẽ thử khoan gỗ. Ở đây mình dùng đầu chuyển để có thể khoan các mũi khoan thông thường, mũi khoan càng. Nhưng nếu các bạn mua các loại mũi khoan gài thì nó sẽ tốt hơn, bởi vì đôi khi cái đầu chuyển này, cái gia công nó không có thực sự chính xác, cho nên khi khoan đôi khi nó sẽ bị rung lắc nha các bạn. Còn đây mình sẽ thử khoan một cái sắt hộp vuông 4 xem như thế nào. Có thể thấy là máy khoan này khá mạnh và đa năng, khoan được rất là nhiều thứ. Nếu anh em quan tâm tới cái máy này thì hãy click vào đường link ở bên dưới phần mô tả để xem chi tiết hơn về sản phẩm. Mua hàng của Đồ Thị Dùng thì chắc chắn 100% là chính hãng. Bồi thường 1 tỷ nếu như là hàng giả hay hàng nhái. Các Đồ Thị Dùng vận chuyển trên toàn quốc và vận chuyển nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1-2 giờ đồng hồ. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, anh em chỉ cần để lại comment hoặc là inbox vào trang fanpage hoặc gọi vào số hotline của các Đồ Thị Dùng để được tư vấn. Nếu thấy thích clip này thì xin hãy cho một like, và nếu như chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để mà xem nhiều hơn nữa những video clip của các Đồ Thị Dùng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.